Sư cho con hỏi, đi chùa lễ Phật, lúc đó con lễ Phật không có chiếu thì thầy nói lễ Phật thì lễ chiếu, lễ hiếu, lễ đất, lễ Phật phải có chiếu, thì con thấy câu đó có gì sai sai. Xin sư cho con hỏi lễ Phật có cần phải dùng chiếu hay không? Thì cái câu này tự quý vị cũng trả lời được chứ quý vị hỏi sư chi ha. Chỉ có như thế này là ở theo như trong hàng tu sĩ á, tức là cái giới tỳ kheo á, thì chư tỳ kheo được một cái tấm vải lót ngồi, tại vì có khi á, đất nó dơ thì mình có quỳ xuống mình lễ ai đó để tránh dơ y dơ áo, thì mình có thể mình sử dụng một cái tấm vải để mà mình lót ngồi ha. Lót rồi để mình quỳ lên mình lễ ở trên đó, thì cái đó Đức Phật cho phép, dù cho hàng tu sĩ hay cư sĩ quý vị cũng được đó. Rồi sau này thì cái tùy vô cái sự phát triển văn hóa của mỗi vùng miền thì nó khác nhau. Cho tới bây giờ đó thì họ có cái chiếu, có nghĩa là lễ thì mình lễ trên cái chiếu á, mục đích để làm cái gì là để cho mình không có bị dơ, để mình không có bị ngại. Tại vì á, trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt á, thì có cái anh ảnh ngại tới chùa chỉ bởi vì ảnh quỳ xuống ảnh lễ nó dơ quần dơ áo, ảnh ngại. Cho nên cái mục đích của cái chiếu á, là để làm chi, hoặc là bất kỳ cái vật trải gì trải ra để làm chi, để cho chúng ta không có bị dơ bẩn y áo, và để cho chúng ta không có ngại khi mà chúng ta đảnh lễ đó. Chứ còn bản thân cái đó nó không phải là cái gì mà bắt buộc, có nghĩa là phải có thì tôi mới lễ đó. Cái gì hiểu à. Cho nên đó, nếu mà quý vị không có ngại dơ á, thì xin thưa là cái nền đất này quý vị lại thì cũng không sao hết. Sư có thấy một số Phật tử khi họ tới chùa đó, họ lạy, khi mà họ quỳ xuống họ lạy đó, họ lấy cái dép họ lót dưới chân đó, hoặc là lấy cái dép họ lót ở trên tay mà họ chắp tay xuống, họ quỳ xuống họ lễ thì cũng không sao hết trơn ha.